Em chào các bác nhá. Chúc các bác ngày mới vui vẻ. Hôm nay là chiếc công nông tự chế của chúng ta chở một khay gạch. Khay gạch này là gạch của nhà máy gạch Tuy Len các bác nhá. Bây giờ gạch thì thường được để trên cái ba len gỗ này và cẩu lên từng cục một. Đây là cái chiếc máy lâng để lâng nó lên. Nên là nó rất gọn gàng và đẹp. Cái khay gạch này thì nó đang bị hơi xô một chút nên là bác tài của chúng ta đang cầm cái ván để gõ cho nó phẳng lại, đi nó đỡ đổ ra đường. Ở miền quê em thì những cái xe công nông ba bánh tự chế này nó vẫn rất phổ biến các bạn. Dọn rác này, chở gạch này, chở cát này, chở lúa này, chở rác này. Đấy, nó nhiều công dụng lắm. Cái dốc này nó khá là cao các bác nhé. Lát nữa các bác sẽ được xem pha lùi bá đạo của em nó.